mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đẹp đích thực của MyTV. Quý vị và các bạn thân mến, mỹ phẩm là một điều không thể thiếu trong phương pháp làm đẹp của chị em phụ nữ, và những sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ tự nhiên như chanh, lô hội, hoa hồng là những lựa chọn hàng đầu của chị em. Tuy nhiên hiện nay thì chị em sẽ có thêm một lựa chọn mới, đó là sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ nấm thượng hoàng. Vậy công dụng của loại sản phẩm mỹ phẩm này như thế nào, cũng như chúng ta sẽ chăm sóc da ra sao? Hãy cùng lắng nghe những chia sẻ tư vấn của đại diện hãng mỹ phẩm Susun tại Việt Nam. Đã trước tiên thay mặt những người thực hiện chương trình, cảm ơn chị đã nhận lời mời tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào Thu Thảo, chào khán giả của truyền hình MyTV. Thưa chị, hiện nay thì chị em phụ nữ rất ưa chuộng những sản phẩm mỹ phẩm được chiết xuất từ tự nhiên. Vậy chị có thể cho biết những ưu điểm của những loại sản phẩm này không ạ? Trên thị trường hiện tại đang có hai loại mỹ phẩm, một là mỹ phẩm chiết xuất từ thiên nhiên và hai nữa là mỹ phẩm thông thường. Với những cái sản phẩm mỹ phẩm thông thường thì có thành phần là hóa chất ở trong đó, và ngoài ra còn có chất bảo quản, tạo màu và tạo mùi. Với những cái sản phẩm mà có chứa hóa chất thì hiệu quả mang lại cao hơn, nhưng mà cái tác dụng về lâu dài thì sẽ làm ảnh hưởng rất lớn đến với làn da. Ví dụ như là da sẽ gặp phải cái hiện tượng là lỗ chân lông to, bị bít tắc, da sẽ gặp phải những cái hiện tượng như là nám và tàn nhang. Về lâu dài thì khách hàng lựa chọn những sản phẩm được chiết xuất từ thiên nhiên. Với những sản phẩm đó thường là không có chất bảo quản và không có chất tạo màu, tạo mùi, sẽ mang lại cái hiệu quả không nhanh bằng mỹ phẩm có chứa hóa chất, nhưng hiệu quả về lâu dài thì sẽ tốt hơn. Thưa chị, những dòng sản phẩm mỹ phẩm được chiết xuất từ chanh, lô hội hay hoa hồng thì cũng đã quá quen thuộc rồi. Tuy nhiên hiện nay trên thị trường xuất hiện một loại sản phẩm mới, đó là sản phẩm chiết xuất từ nấm thượng hoàng. Vậy chị có thể chia sẻ tư vấn về những tác dụng của sản phẩm này đối với vẻ đẹp không ạ? Trên thế giới, lần đầu tiên thì công ty mỹ phẩm Susun đã đưa được thành công chiết xuất từ tinh chất nấm thượng hoàng vào trong mỹ phẩm. Bản thân nấm thượng hoàng có tác dụng ngăn ngừa ung thư da và chống lại sự lão hóa cho da. Ngoài ra thì với cái sản phẩm nấm thượng hoàng có một thành phần giống như kháng sinh, có tác dụng là kháng khuẩn, giải độc và tăng cường hệ miễn dịch cho da. Đầu tiên giới thiệu với Thảo, đây là sản phẩm nước hoa hồng. Trong sản phẩm nước hoa hồng thì chứa 5% tinh chất của nấm thượng hoàng, có tác dụng là giúp xe nhỏ lỗ chân lông và làm cho da mềm hơn, dễ dàng hấp thụ những dưỡng chất khác tốt hơn. Và tiếp theo, sản phẩm tinh chất dưỡng da. Với sản phẩm tinh chất dưỡng da thì chứa 15% chiết xuất tinh chất nấm thượng hoàng, và sản phẩm tinh chất thì sẽ mang lại hiệu quả cao nhất trong dòng và cô đặc nhiều nấm nhất. Và tiếp theo nữa là chị sẽ giới thiệu với Thảo sản phẩm kem đêm. Thời gian ban đêm bao giờ cũng là thời gian mà cả cơ thể mình nghỉ ngơi và phục hồi. Chính vì vậy những dòng sản phẩm kem dưỡng ban đêm rất là tốt và mang lại hiệu quả rất cao cho da. Khi mà cơ thể nghỉ ngơi thì làn da bao giờ cũng hấp thụ được các dưỡng chất tốt hơn và mang lại hiệu quả cao hơn. Vậy chị có thể tư vấn với khán giả truyền hình các bước chăm sóc da với dòng sản phẩm này không ạ? Trước tiên thì chúng ta làm sạch da với sản phẩm sữa rửa mặt. Sản phẩm sữa rửa mặt thì chứa 3% tinh chất của nấm thượng hoàng. Tiếp theo thì sẽ sử dụng sản phẩm nước hoa hồng. Và sau bước nước hoa hồng thì chúng ta sử dụng sản phẩm sữa dưỡng da dành cho ban ngày. Với cái sản phẩm sữa dưỡng da dành cho ban ngày sẽ không mang lại cái lượng bóng dầu ở trên da. Và sau cùng sẽ là sản phẩm kem trang điểm. Với cái sản phẩm kem trang điểm thì ngoài cái tác dụng là dưỡng da còn có tác dụng chống nắng, thay cho kem lót, kem nền và thay cho phấn phủ. Và buổi tối thì chúng ta nên sử dụng sản phẩm kem tẩy trang, và sau đó thì sẽ sử dụng sản phẩm sữa rửa mặt nước hoa hồng. Và sau bước nước hoa hồng sẽ là tinh chất và kem dưỡng da ban đêm. Với quy trình tôi vừa chia sẻ với các bạn, nếu các bạn sử dụng trọn bộ và thường xuyên, các bạn sẽ được sở hữu một làn da đẹp và khỏe mạnh. Sau đây sẽ là quy trình chăm sóc da tại spa với mỹ phẩm Susun, bộ sản phẩm mỹ phẩm Hàn Quốc được tích hợp từ hơn 10 loại thảo dược thuộc nhóm quý hiếm. Trong đó có một loại thảo dược vô cùng đắt giá, nấm thượng hoàng. Nấm thượng hoàng là loại nấm mọc trên cây gỗ dầu tằm. Theo sách y học cổ truyền của Hàn Quốc, nấm thượng hoàng là một phương thuốc quý giá có tác dụng chống ung thư tuyệt diệu và là loại thảo dược có khả năng kéo dài tuổi thanh xuân. Các nhà khoa học Hàn Quốc và Nhật Bản cũng đã chứng minh chiết xuất nấm thượng hoàng là một chất tự nhiên có tính năng chống lại các gốc tự do, tính năng kháng khuẩn và làm trắng một cách hoàn hảo. Đối với làn da, mỹ phẩm có chứa thành phần chiết xuất nấm thượng hoàng có thể chống lại quá trình lão hóa, làm trẻ hóa làn da nhờ tác dụng chống phân giải elastin và tác dụng bảo vệ axit hyaluronic.
thành phần chính giúp tổng hợp collagen. Sóc già với mỹ phẩm Sosun không nhờ đến sự trông cậy của máy móc hiện đại mà chỉ cần đến sự khéo léo của đôi bàn tay, và bạn cũng có thể dựa trên những thao tác của chuyên viên spa. Sau những bước đầu tiên như tẩy da chết với sữa rửa mặt, kem tẩy trang, chúng ta sẽ được bôi một lớp kem tẩy da chết. Kem tẩy da chết Sosun với chiết xuất nấm thượng hoàng, chiết xuất đu đủ tự nhiên và các hạt siêu nhỏ, giúp nhẹ nhàng loại bỏ những tế bào da chết, các chất bã nhờn nằm trên da và sâu trong lỗ chân lông, đem lại một làn da sạch và tươi sáng. Chuẩn bị một bề mặt da hoàn toàn sạch sẽ để có thể hấp thụ tốt nhất những dưỡng chất từ các bước chăm sóc tiếp theo. Đó sẽ là bước dưỡng da với kem dưỡng ban đêm chứa 15% chiết xuất nấm thượng hoàng và các dòng thảo dược đông y đa dạng khác. Bôi kem và massage nhẹ nhàng lên mặt, cổ, vai và gáy. Này có tác dụng cung cấp dưỡng chất cho da, duy trì một làn da khỏe và mượt mà. Ngoài ra, nó cũng chứa các thành phần có khả năng kháng khuẩn và chức năng làm trắng cho da. Cuối cùng là siêu âm da.
với tinh chất nấm thượng hoàng. Sản phẩm chứa 10% chất xuất nấm thượng hoàng, giàu dưỡng chất cho da, cùng với chất xuất từ mầm ngô và chất có đặc tính giống collagen từ đậu tương. Những chất này kết hợp cùng nhau tạo thành một màng bảo vệ cho da, cung cấp độ ẩm và tăng cường khả năng giữ ẩm của da. Với một quy trình chăm sóc da thường xuyên như thế này, chắc chắn làn da đang bị dấu hiệu của tuổi tác tấn công và tổn thương do tác hại của môi trường sẽ từng bước được tái tạo, khỏe mạnh và mịn màng bởi đã được chăm sóc, hấp thụ những dưỡng chất thiên nhiên quý giá. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là chị em phụ nữ chúng ta lại có thêm nhiều lựa chọn mới trong phẩm năng làm đẹp rồi. Và những hình ảnh, sản phẩm cũng như những lời tư vấn về sản phẩm mỹ phẩm chiết xuất từ nấm thượng hoàng cũng đã kết thúc chương trình Đẹp Đích Thực của MyTV tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.